Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong 6 tháng đầu năm gặt hái thành công. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Anh chị tuổi Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng mà ngược lại rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sâu đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề, cũng như giải quyết một cách ổn thỏa. Giống như rồng, rắn cũng tượng trưng cho vận mệnh, cuộc đời. Đằng sau vẻ ngoài đầy kinh nghiệm, từng trải, ẩn giấu sự nghi kỳ, sâu sắc. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, anh chị tuổi Kỷ Tỵ 1989 sẽ tỏa sáng sau bao ngày tháng kiên trì, nỗ lực. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, anh chị tuổi Kỷ Tỵ sẽ nhận được những điều gì xảy đến? Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho anh chị tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong 6 tháng đầu năm 2021? Xin mời quý vị, anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ chúng tôi. Ngay bây giờ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2021. Anh chị tuổi Kỷ Tỵ năm Tân Sửu là năm nhu niên và thái tuế tam hợp, tạo thành bán hợp kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho anh chị tuổi Kỷ Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ. Đây được đánh giá là năm thuận lợi đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ, bởi dưới tác động của cục diện tam hợp, anh chị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn. Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để anh chị tuổi này cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, anh chị cũng nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình, như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, thì những anh chị tuổi Kỷ Tỵ nên mang theo bên mình kim bài thái tuế, nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi phát triển. Cụ thể, từng phương diện như thế nào, xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video. Thứ nhất, công danh sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, anh chị tuổi Kỷ Tỵ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để anh chị chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Để khi thấy cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức của anh chị. Do vậy, sự nghiệp của anh chị sinh năm 1989 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy cứ tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Rất có thể anh chị sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng. Bên cạnh đó, trong công việc, anh chị cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp ở xung quanh. Vì vậy, khi đối diện với khó khăn, anh chị cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Hãy mạnh mẽ đối diện, điều này sẽ giúp anh chị trưởng thành hơn, mở ra cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, anh chị tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc, tài chính. 6 tháng đầu năm 2021, tài chính của anh chị có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Anh chị có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Những ai làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức, số tiền nhận được có thể giúp quý gia chủ cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó.
các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Thầy Gia Cát khuyên anh chị để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh sẽ cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho anh chị. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Anh chị tuổi Kỷ Tỵ gặp tam hợp sinh tình, rất lợi cho tình duyên và gia đạo. Người độc thân vượng đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Vì vậy, tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, anh chị cần nhắc nhở bản thân, chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Còn những ai đã có gia đình, về cơ bản sẽ có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Trong thời gian này, anh chị nên đeo vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm về sức khỏe. Dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, sức khỏe của anh chị tuổi Kỷ Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, anh chị sẽ khó tránh khỏi lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, dù cho còn trẻ tuổi, nhưng nếu anh chị không chú ý đến sức khỏe, thì sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề tiêu hóa, huyết áp, xương khớp. Từ đó, anh chị cần có chế độ ăn uống, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Cứ như vậy, sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài tốt nhất để đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Kỷ Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi Kỷ Tỵ dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Kỷ Tỵ. Đầu tiên, vận hạn trong tháng 1 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới, anh chị đã gặp khá nhiều vấn đề. Chủ yếu là trong gia đình, anh chị cần phải chủ động trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc với các thành viên. Nếu không, tình cảm sẽ dần dần trở nên phai nhạt, gia đạo bất ổn. Tiếp theo là vận hạn tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận trình của anh chị tuổi Tỵ có những cải thiện nhất định. Anh chị luôn giữ được trạng thái làm việc tích cực và nhiệt tình. Vì thế mà công việc đạt được thường có hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của anh chị tương đối ổn định. Anh chị có thể tìm các công việc tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Anh chị rất có lộc buôn bán, kinh doanh hoặc thêm nguồn thu phụ. Tháng 3 âm lịch. Tháng này, anh chị có tài vận và những bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái. Anh chị sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước đó. Bên cạnh đó, khi đi, anh chị đi xa gặp bạn hiền sẽ được hỗ trợ về tài chính và có quan hệ xã giao tốt sẽ dẫn đến cơ hội thăng tiến. Vận hạn tháng 4 âm lịch. Trên phương diện sự nghiệp, anh chị duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, dưới tác động của hung tinh, anh chị có thể bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc và cái nhìn của người khác. Từ đó, sức khỏe của anh chị sẽ phải chịu những tác động nhất định bởi áp lực công việc, tinh thần căng thẳng, sức khỏe giảm sút. Anh chị cũng cần đi lại cẩn thận, kẻo gặp họa huyết quang. Nghiêm trọng, động chạm do kéo. Vận hạn tháng 5 âm lịch. Đây không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Các mối quan hệ gia đình cũng xuất hiện dấu hiệu không hòa hợp. Vì vậy, anh chị cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc, cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp. Không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Trong gia đình, anh chị dễ gặp chuyện không vui, xảy ra xung đột. Bên cạnh đó, anh chị nên đề phòng rắc rối thị phi, nghiêm trọng, còn vướng kiện cáo pháp luật. Cuối cùng là vận hạn tháng 6 âm lịch. Sang tháng 6, sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu cải thiện,
công việc của anh chị cũng có nhiều tiến triển tích cực khi anh chị luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Vì vậy, anh chị nên chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng, tránh những căn bệnh vặt xuất hiện khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh đó, anh chị sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, mưu sự thuận lợi. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Năm nay, các anh chị Kỷ Tỵ bị sao Vân Hướng chiếu mệnh, gặp sao này chiếu mệnh, công việc duy trì ở mức trung bình. Các anh dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này, bất lợi nhất là vào các tháng 2 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Thêm với đó, anh sẽ gặp hạn xấu thiên la. Gặp hạn thiên la thì chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Còn các chị tuổi Kỷ Tỵ bị sao là hầu chiếu mạng. Đây là hung tin thường đem lại nhiều điều dữ, không may mắn về pháp luật, công quyền, sẽ gặp chuyện thị phi, tranh cãi. Ngoài ra, chị còn hay bệnh tật về tai, mắt nên hao tốn tài sản, có nhiều chuyện phiền muộn, buồn rầu. Xấu nhất, tháng 1 âm lịch, người mạng kim và mộc thường chịu nhiều ảnh hưởng xấu hơn mạng khác. Không may, anh chị lại gặp cả hạn xấu mang tên Diêm Vương sẽ chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang trí từ họ hàng xa đưa tới. Thứ hai, luận hung cát niên vận 2021 theo là số tử vi. Anh chị tuổi Kỷ Tỵ thuộc cùng mệnh có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang quý nhân phù trợ. Nhưng tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà anh chị chuyện không vui. Cùng tam hợp, các cát tinh phượng cát, hoa cái, hàm trì, giải thần, mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành. Các hung tinh thái tuế, pha toái, bạch hổ, phi liêm, thiên quan, báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm, sao kéo. Cùng xung chiếu, thiên mã, điều khách, báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình anh chị có chuyện buồn. Quý anh chị và các bạn có thể để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại dưới ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhìn chung, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 là năm thuận đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, anh chị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy. Bên cạnh chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để anh chị tuổi này cố gắng hơn nữa. Vì vậy, anh chị nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình để dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.